JSP, đó là Java Server Pay, tức là cái trang này được xử lý bằng Service Server. Thì trước đây á, thì hôm kia mình đã làm một cái bài demo là mình sử dụng thực hiện truy vấn search. Search của mình là mình hiển thị kết quả thông qua một cái xe plat hơi cực, và mình sử dụng xe plat để làm view, tức là mình sản sinh code HTML trong Java. Đó mình phải code là những code chai, tức là code mình phải gõ vô thôi, mình không có nó không hỗ trợ là sổ ra các thứ. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu về JSP là công nghệ để tạo ra những trang web động. Rồi bây giờ về MVC design pattern, mục tiêu của MVC để làm gì? Mục tiêu của MVC là để hỗ trợ cho việc sản xuất hay là xây dựng các ứng dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng quản lý, dễ dàng nâng cấp. Rồi có thời gian thì mình nói về cái kết nối động. Kết nối động là cái khái niệm là bây giờ thì khai báo cấu hình của data server ở trong file Java phải sửa, mình phải biên dịch lại, sau đó mình deploy lại. Còn bây giờ nó không phải build lại. Rồi thì đó là dynamic connection. Rồi đi tiếp theo thì trong review gì đây? Review của mình thì hôm kia mình đã xong rồi, mình đã làm về để deploy một web application lên web server, là bản chất là quá trình copy cái file qua đó bỏ lên cái thư mục Katana Home web app của Tomcat server. Rồi sau đó mình restart lại thì sau đó nó sẽ giải nén ra theo đúng cấu trúc của mình trước khi mình nén. Rồi trong đó cái mình đã tìm hiểu về container nè, tìm hiểu về separate contact nè, config nè và request param. Mình đã phân biệt được ba cái loại param đó, vị trí nó luôn với khai báo, vị trí khai báo và đồng thời là phạm vi sử dụng. Rồi bây giờ mình đã tìm hiểu tiếp theo tới cái attribute là cái đối tượng được lưu trữ trên vùng nhớ, ba vùng nhớ luôn mà bên phía server có thể tạo ra. Mục tiêu là lưu trữ giá trị quá trình tính toán để có thể trả về cho bên phía client. Rồi mình đã tìm hiểu về scope của mình á, là mình có request session application, người ta gọi là contact luôn cũng được. Rồi ba cái scope này nó lưu trữ param, lưu trữ attribute, session lưu trữ attribute, contact lưu trữ attribute, và request và session này thường sử dụng nhiều nhất. Request thì những giá trị chứa trong request scope sẽ bị hủy khi mà nó có response được phát sinh. Session, những giá trị chứa trong vùng nhớ session scope sẽ bị hủy khi mà session bị kết thúc. Session nè, kết thúc khi session timeout nè, nhấn nút out nè và tắt browser, thì khi đó là nó kết thúc phiên làm việc. Rồi mình đã tìm hiểu về cái cơ chế chuyển trang của mình, thì mình đã tìm hiểu về mình đã so sánh giữa respond.sendDirect và requestDispatcher. Thì hai thằng này đều thực hiện việc chuyển trang. Tuy nhiên respond.sendDirect khi nó chuyển qua chạm tới cái URL, cái nơi đích đến, thì nó sẽ hủy vùng nhớ request scope tại vì có response sản sinh. Còn request dispatcher thì gửi dữ liệu đi, vùng nhớ còn nguyên. Và nó khác nhau giữa forward và include ở chỗ forward là đi luôn, còn include là sau khi thực thi xong thì nó quay trở về cái ban đầu, và từ chỗ ban đầu sẽ là nơi đi tiếp. Rồi vậy ha. Rồi bây giờ mình đi tới mình đã làm được cái phần search luôn rồi, bây giờ mình đi tới phần ở đây
Đây là phần demo của mình, đây là cái dạng trụ tượng trong cái mô hình web xử lý một cái request. Request của mình đó là request về search. Thì đây nó send request, nó nhận response. Request send qua controller, controller thực hiện gọi param xuống, thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu thông qua DAO và trả về cái list DTO. Và list DTO này sẽ được lưu trữ lên vùng nhớ dưới dạng là attribute. Sau đó cái view này sẽ lấy các attribute này hiển thị dạng trang web và trả về cho người dùng. Đó là mô hình của mình. Rồi mục tiêu của mình là mô hình MVC. Mình tìm hiểu về JSP, về Sublet và mình tìm hiểu về cơ chế của JSP, cú pháp của JSP. Rồi vậy thôi. Rồi mục tiêu của mình á là hiện tại mình full name của anh admin đó, mình chưa làm được cái phần đó. Đây mình có cái welcome mình chưa làm được. Bây giờ mình phải làm sao để mình thực hiện là biến cái trang web này là trang web động. Rồi mình sẽ làm lại phần search mà sử dụng trang CP. Rồi bây giờ mô hình MVC. Bản chất của MVC thứ nhất là mình phải nói là MVC. Thì bản chất của nó không phải là việc chia bucket thôi nha. Những thành phần có liên quan với nhau để chung một chỗ để về quản lý. Còn MVC là nó chia theo chức năng. Tức là mày là C thì mày thực hiện chức năng controller. Controller chức năng của nó là gì? Là nhận request, xử lý, điều phối, trả về kết quả. Còn view đơn giản chỉ là hiển thị, hiển view là tạo cái chỗ để cho người dùng, để tạo cái chỗ để cho khi trả về bên browser nó sẽ hiển thị lên dạng trang web. Còn model dùng để mô hình hóa đối tượng, đó là DTO. Và thực hiện thưa tao là thực hiện trung gian tương tác với cơ sở dữ liệu, đó là DAO. Rồi view của mình đó là những trang HTML, những trang JSP. Rồi controller của mình đó là Sublet. Nó làm nhiệm vụ điều phối nè. Thì bây giờ tại sao phải chia vậy? Theo bản chất á là như vậy. Mình theo nguyên tắc á, mình đi lập trình, học lập trình này mình cũng thấy nè. Mình học trình ban đầu từ á, mình chỉ mong muốn là viết ra một chương trình, giải quyết được bài toán là ok. Đó là yêu cầu từ những đứa mà mới học lập trình. Sau đó mình nâng cấp lên. Sau đó mình sẽ yêu cầu là nó tách hàm. Thì đó nó có dạng mô hình lập trình hướng thủ tục. Đó là tất cả các chức năng đều tách từng hàm và nó viết trong một file. Rồi sau đó cái dần dần nâng lên nữa đó là lập trình hướng đối tượng, tức là xây dựng mỗi đối tượng là một thực thể, mỗi đối tượng có hành vi và phương thức, có thuộc tính riêng của nó. Rồi sau đó mình nâng từ từ lên. Bây giờ đây cũng vậy, chia theo mô hình MVC là như sau. Đầu tiên user sẽ thực hiện là muốn mở đài HTTP/7. Sau đó user phải làm gì? User phải thông qua cái controller để thực hiện tác động vô cái model. Model là cái model này sẽ thực hiện tác động chuyển kênh rồi dò đài xong cái nó đã sẽ trả về kết quả cho thằng view. View này sẽ được trả về cho người dùng. Thì ở đây mình thấy chức năng thì sao? Controller làm gì? Nó nhận yêu cầu. Đây nhận yêu cầu từ user, thực hiện điều phối chuyển cho cái thằng model. Tại vì model nó sẽ làm tương tác với lại nè, model nó sẽ tương tác với lại đài, tương tác với lại hệ thống số gì đó. Rồi sau đó hệ thống số này nó sẽ trả về kết quả và kết quả này được thằng view hiển thị lên. Chú ý view chỉ là hiển thị lên thôi. Nó không có xử lý gì hết. Model là trung gian giữa controller và bên bên đài, là bên cơ sở dữ liệu đó.
Đây đây là chú ý luôn một điều là MVC, mục tiêu của nó lại làm gì? Nhắc lại, mục tiêu của nó là để dễ quản lý và dễ cập nhật, dễ nâng cấp khi mà mình có sự thay đổi. Tại vốn dĩ là tất cả các hệ thống mình làm đều xem khoảng một thời gian nó đều phải có sự nâng cấp hết. Nâng cấp để có sự thay đổi, chứ bây giờ viết một chương trình mà viết tùm lum rồi lần sau nâng cấp vô nó còn cực hơn việc tạo mới nữa thì thôi ta dục luôn. Thì thấy được vấn đề đó thì người ta chia theo dạng MVC, mỗi thằng thực hiện một chức năng. Controller thực hiện nhận request, xử lý điều phối. View dùng để hiển thị kết quả của, view là dùng để chỗ để mình tạo cái giao diện trả về. Còn model là dùng để mô hình hóa đối tượng, dùng để tương tác với cơ sở liệu. Ở đây nè, mình ở đây thực ra cái model này nó đang tương tác với lại bên phần hệ đài, bên hệ thống số các thứ rồi đó. Còn MVC trong môi trường web của mình á, thì mình thấy đây nè, nhiệm vụ của MVC, đây là C, đây là M, đây là V. Thì C của mình làm gì? Nhận request, điều phối rồi trả về kết quả. Còn model là mô hình hóa đối tượng, đây mô hình hóa đối tượng thực hiện trung gian giữa database và cơ sở dữ liệu, nên database và controller. Còn cái view là nơi sẽ hiển thị kết quả trả về cho bên client và thông qua browser để hiển thị lên dưới dạng trang web. Và ở đây MVC của mình nó có một ý nghĩa riêng nữa. Theo quan điểm của tôi là MVC nha, MVC. Bây giờ mình thấy ở đây á, mỗi người thường là sẽ có một cái khả năng. Theo quan điểm thông thường tôi thường hay nghĩ, tức là còn một con người thường người ta sẽ có một điểm mạnh nào đó. Thì khi đó mình nên biết được mình có cái gì trong tay để mình phát triển cái mảng đó theo đúng như cái thế mạnh của mình, thì khi đó mình dễ dàng thành công hơn. Chứ tôi vẫn có một quan điểm là rất ít trường hợp mà nhiều là một người giỏi toàn diện, cũng có đó nhưng mà cũng ít. Thì do đó mình phải biết được là mình có cái điểm mạnh gì để mình phát triển theo. Đây mô hình MVC, đây là mô hình MVC. Dần dần sau này tụi em sẽ được tiếp cận đến khái niệm về cloud dạng service, tức là tất cả đều là dạng service hết, mỗi người chỉ thực hiện một chức năng. Ví dụ bây giờ ai mà tỉ mỉ không thích code nhiều á, thì đi theo hướng, nếu mình muốn lập trình á, thì đi theo hướng làm view, là bên frontend. Mình là đó là frontend thì nó không có lập trình nhiều, nó chỉ gọi những cái API từ bên phía backend trả về thôi. Còn ai mà làm về mạnh về bên phía xử lý, làm database á, thì làm bên phía controller thực chất á, là bên phần xử lý bên đây thôi. Còn việc mà xử lý database á, là có một thằng chuyên làm database luôn. Và tụi em thấy người ta chia ra hết luôn. Ai làm model là chuyên làm về database, là mô hình đối tượng. Ai làm controller là thực hiện điều phối các thứ, xử lý, viết controller. Rồi ai làm về giao diện là view. Thì thằng view này sẽ gửi request cho bên phía backend là tao muốn truy vấn dữ liệu đó. Cái thằng bên đây nó sẽ thực hiện tạo ra một cái hàm và nó cung cấp cho mình cái API để bên phía view có thể gọi truyền tham số và lấy được kết quả mong muốn. Ý nghĩa của nó như sao? Vậy chỉ có những công ty lớn thì người ta mới apply và người ta mới triển khai cái vụ mà mỗi người làm một chức năng đó thôi. Thì bây giờ mình thấy nó cũng giống như đi mai thôi, mai đó. Bây giờ đi mai đi làm công nhân, đi mai đi. Bây giờ vô á, đâu có ai mai hết một cái áo đâu. Mai hết một cái áo nó rất là lâu. Tại vì nó phải thực hiện chuyển qua chuyển lại nhiều thứ. Nhiều thứ rồi thay đổi cái mũi mai, rồi thay đổi cái bàn máy mai tùm lum hết á. Thì bây giờ người ta chia ra. Bây giờ cái áo có ráp cái tay, ráp cái thân, ra nút, rồi làm cái cổ, các thứ đó. Nó chia ra 5 cái phần. Thì bây giờ nó thay vì mỗi người một người làm hết đó để lâu, nó lâu, công suất nó không tốt bằng. Bây giờ người ta dùng chiến thuật là người ta chia ra 5 người, mỗi người làm một chức năng, sau đó cần một người để ráp lại. Thì khi đó mấy đứa nghĩ thêm, bây giờ mình đầu tiên mình không biết gì hết, mình đầu
tiên mình vô mình ráp cái túi thì có thể lần đầu tuần đầu tiên mình hơi chậm, nhưng một tháng sau, một năm sau, hai năm sau thì kỹ năng của mình quá pro rồi, quá xịn sò rồi. Khi đó mình ráp mình không cần mở mắt luôn. Khi đó mình thấy không? Và người ta có khái niệm là chuyên môn hóa đó, khi đó nó làm rất là nhanh và tổng hợp lại cũng rất là nhanh luôn. Tại mọi người làm có một công việc đó, tối ngày làm như đó thì dĩ nhiên là tay nghề nó nâng cao rồi. Nhưng tụi em có nghĩ đến một cái viễn cảnh là rồi sau 5 năm nữa, 10 năm nữa, rút cuộc năm người đó có ai may được một cái áo hoàn thiện không? Không. Và dĩ nhiên không may được sản phẩm hoàn thiện thì không thể nào bán được. Do đó mình phải phụ thuộc vô chính cái công ty đó. Nó cũng có nhiều ý nghĩa lắm, đúng không? Bây giờ còn trong khi một người chịu cực khổ may một cái áo hoàn thiện và người ta sau một vài năm người ta có thể may được cái áo hoàn thiện, thì giả sử công ty sụp đổ thì người ta vẫn có thể đi ra ngoài tự mở business riêng, người ta mở một chỗ, người ta có thể làm ra một sản phẩm hoàn thiện mà. Rồi ở đây trong quá trình của mình cũng vậy, những công ty lớn thường người ta sẽ chia ra mỗi người sẽ làm một chức năng. Tại vì sao? Tại vì mỗi người có một thế mạnh, không ai là rất ít trường hợp là giỏi toàn diện. Rồi nhiều người làm từng thành phần, nhiều phần rồi sau đó sẽ ráp lại, sẽ ráp lại. Và do đó lý do tại sao mình phải học những cái môn về làm việc nhóm nè, và tại sao mình phải có theo đúng một cái chuẩn. Tại vì làm một cái dự án là chia ra nhiều phần, rất là làm một chức năng thường là chia ra hai ba thằng làm luôn, một thằng làm view, một thằng làm database, một thằng làm về controller, thì dẫn đến giờ một thằng nó viết theo cái chuẩn gì đâu không á, thì ráp vô không có được, đọc code nó cũng không hiểu nó code viết gì thì chết rồi. Và mình phải học được những môn về làm việc nhóm, là về mình học phải theo những cái chuẩn chung, khi đó mình ráp vô thì nó mới ổn, chứ không mà mạnh thằng nào mới viết là ráp vô thôi tôi nghỉ việc cho rồi. Đó là MVC ha. Rồi đây nó định nghĩa ra MVC đây, em nhiệm vụ làm gì? Nhất là controller là định nghĩa những cái yêu cầu, rồi sau đó thực hiện điều phối và trả về kết quả. Rồi view á là render cái model, tức là hiển thị kết quả thôi. Rồi cho phép user chọn cái view, rồi cho phép user để tương tác. Rồi model dùng để là phản hồi kết quả cho controller, thực hiện truy vấn, phát triển cái quy trình phát triển, cái con đường phát triển của MVC á, là cũng giống như ban đầu thôi, giống như lập trình tụi em là đang đi theo hướng là gì, ban đầu là no MVC, không có chia gì hết, viết chung vô luôn sao cũng được, miễn sao ra kết quả là mừng rồi. Sau đó yêu cầu càng ngày càng nâng cao, thì cái đó người ta nảy sinh ra tới cái khái niệm MVC 1 và sau cùng là MVC 2. MVC 1 là cái khái niệm người ta vẫn chia ra model, view và controller, mỗi chức năng thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Tuy nhiên với MVC 1 thì controller của nó đó là JSP, còn MVC 2 controller của nó là Serverless. Rồi MVC 1 no MVC. MVC là biết sao cũng được. MVC 1 là nó tách ra MVC riêng. Thì đây mình thấy nè, MVC nè. Đây, MVC 1. MVC 1 mình thấy cái thằng nào để nhận cái request và xử lý. Đây, thằng CSP sẽ nhận xử lý điều phối để tương tác với database. Thì ở đây MVC 1 là anh em luôn nhớ MVC. Model của nó là Java class giống bình thường, view của nó là trang CSP và controller của nó là trang CSP. CSP là Java Server Bay, đó là cái trang xử lý bên phía server dùng để tạo ra những trang web động. Rồi MVC 1 người ta gọi là Bay Centric Application, có nghĩa là mô hình này tập trung là cái phần trung tâm, cái lõi xử lý của nó là những trang CSP. CSP nó có thể linh động, vừa là controller vừa là view. Luôn nhớ một điều, luôn nhắc nhớ một điều trong đầu như sau, xem lại.
Server rồi rồi JSP. Server ra đời dùng để làm gì? Làm controller, nhưng mà công việc tay trái của nó có thể làm view. Rồi JSP ra đời làm gì? Làm view, nhưng công việc tay trái của nó có thể làm controller. Thì do đó mình thấy nè, hiện tại cái JSP của mình có thể làm view, làm controller được thì vẫn được. Tuy nhiên mình thấy nếu là một người quản lý thì mình thấy mình nên tận dụng tối đa nguồn lực thế mạnh của ai đó. Ví dụ xem đặt mạnh của nó là controller, JSP làm view, thì do đó mình nên sử dụng MVC. M là Java class, view là JSP, controller là servlet. Rồi cái này, đây chính là cái MVC2. Sau khi người ta phân tích được thì cái này là MVC2. Demo MVC1 thì mình sẽ được học trong bin, bin mình sẽ demo. Thì bây giờ đây là kiến trúc của MVC1. Mình thấy đây là client, client thực hiện gửi request, gửi qua view. View đây là những trang HTML, những trang JSP. Sau đó nó sẽ thực hiện rồi request gọi trang này, sau đó cái request này sẽ được gửi qua controller. Controller của mình lại chính là những trang JSP. Rồi JSP này có thể chuyển sang redirect, sau đó tương tác với là model thông qua DTO, thông qua bin để thao tác với cơ sở dữ liệu. Đây có cục bịch ngồi thao tác cơ sở dữ liệu. Rồi sau đó nó trả về kết quả cho bên phía view, sau đó view sẽ được quăng trả về cho bên phía client. Đây là mô hình bicentric. Đây, tức là cái lỗi xử lý cái phần quan trọng của nó là trang JSP. Rồi MVC1 á, nó cũng phân tách cái tầng business và tầng present. Tầng present chính là phần view đây, tầng business tính là thằng controller đây. Ưu điểm: nhanh, gọn, lẹ và nó chỉ phù hợp với lại những dạng ứng dụng nhỏ. Khuyết điểm thì nó rất khó để maintain, tại vì code á, mình sử dụng JSP làm controller, cho đó mình phải chèn code Java vô, mà chèn code Java vô thì xử lý nó không được mượt mà như là bên servlet. Bên servlet của mình thì mình có thể dễ dàng lấy ra các thứ mình xử lý, và đó là thuần Java cho nên mình viết rất là dễ so với lại JSP, và nó không phù hợp cho những ứng dụng và những cái loại project lớn. Và hầu hết tất cả bây giờ là nhìn là project là đều là project lớn bự không à, chứ đâu có thể làm nhỏ nhỏ. Làm nhỏ nhỏ như là chỉ có ở trong môi trường giáo dục, như trường học á, thì nhỏ nhỏ được. Do đó MVC1, MVC1 không xài, mình phải nâng cấp lên, đó là MVC2. Đây là bicentric đó, đó trang JSP là làm trung tâm thực hiện điều phối xử lý. Rồi bây giờ mô hình MVC2, MVC2 thì nó có sự ra đời của servlet, đóng vai trò làm controller, và JSP khi đó JSP của mình đóng vai trò chỉ duy nhất làm view, và model của mình đó là những cái Java, Java có thể là DTO hoặc là bin tùy mình. Thì MVC2 nó khác với MVC1 chỗ nào? Nó khác ở chỗ thằng làm controller đó chính là servlet, còn servlet là công nghệ đứng bên phía server để thực hiện làm vai trò là controller. Nó sẽ thực hiện là nhận request, điều phối, xử lý điều phối và trả về kết quả cho bên phía client. Rồi nói về MVC1 thì mình thấy nó cũng phân tách ra tầng business, tầng present, view và tầng controller riêng biệt. Rồi hồi nãy nói rồi, JSP á, vốn dĩ sinh ra đời được sử dụng là view. Đây
you only for presentation đây. Và trong trang CV nó hỗ trợ cho mình tất cả các đối tượng mà mình có thể biến cái trang này trở thành một cái controller được luôn, nó rất là vi diệu. Trong trang CV kết nối cơ sở liệu cũng được, phải đó, kết nối cơ sở liệu cũng được luôn mà không có làm nha. Làm vậy nó trở thành MVC 1 rồi là không được. Rồi, select đây. Người ta định nghĩa select, vai trò của select trong MVC 2 như sao? Là nó handle cái request nè, xử lý dữ liệu nè, setup nè, chọn tầng click nè, chuyển kết quả về cho trang CP. Đây là vai trò của controller, nhận request, xử lý, điều phối, trả kết quả. Rồi, cái select nó cung cấp cái dịch vụ là gatekeeper. Gatekeeper tức là nó là đầu vào trung tâm để thực hiện việc xử lý các chức năng. Thì do đó khi đó mình sẽ có một cái khái niệm là main controller để cho nó tập trung vô một thằng để dễ quản lý. Thì mình mô hình của mình là tất cả các request đều phải gửi qua một thằng, và một thằng trung tâm này sẽ thực hiện điều phối. Nó vận hành mô hình giống như là bây giờ mình vô cái nhà và mình vô một cái quán ăn. Bây giờ thay vì mình gọi trực tiếp vô ở quán ăn nhà thằng đầu bếp này nấu cái này, thằng đầu bếp kia nấu cái kia, mình gặp mình tương tác trực tiếp với đầu bếp, thì bây giờ không, mình tương tác tất cả khách hàng vô đều tương tác với lại cái thằng order. Thằng order sẽ được nhận request, sau đó thằng order sẽ thực hiện điều phối cái request này cho những thằng đầu bếp khác. Rồi, thì túm lại MVC2 thì khi đó nó sử dụng JSP làm view, Select làm controller. Này nói nhiều lắm nè, nói quá trời luôn, thực chất nó cũng có nhiêu đó thôi. Đây là controller. Rồi, và mô hình của mình có sự một chút thay đổi. View của mình vẫn vậy thôi, là những trang JSP, những trang HTML. Còn controller của mình là Select. Rồi, người ta gọi là Select Centric. Rồi MVC 2 thì nó phân tách ra giữa tầng present và tầng business. Rồi model dùng để hiển thị thông tin, mô hình hóa đối tượng dùng để trung gian tương tác với cơ sở dữ liệu giữa cơ sở liệu và controller. View là dùng để hiển thị kết quả của người dùng, tạo giao diện cho người dùng nhập liệu, tương tác. Controller là thực hiện chức năng nhận request, xử lý và điều phối cũng như trả về kết quả cho bên phía người dùng. Ưu điểm dễ sử dụng, dễ không biết dễ hay không, khả năng tái sử dụng rất là cao. Có một khuyết điểm là cái độ phức tạp nó càng tăng lên. Và tụi em thấy được một điều, để tạo ra một cái project mà theo hướng MVC2 thì ban đầu nó hơi cực. Tuy nhiên những lần sau, bắt đầu lần đầu tạo lần đầu xong, tạo sẵn cái nền xong, thì đó, lần sau mình thêm vô, mình thêm một chức năng vô rất là dễ, mình theo luồng luôn rất là dễ. Đó là lý do tại sao mà người ta phải tạo ra framework đó mấy đứa. Tại vì mỗi lần mà tạo ra một cái project theo đúng như là một cái kiến trúc nào đó, nó rất là cực. Thì thay vì vậy, mỗi lần ai cũng phải tạo ra những kiến trúc như vậy thì người ta tạo ra framework. Framework là giúp cho việc code nó trở thành công nghiệp hóa luôn, là nó tạo ra sản phẩm rất là nhanh, nó hỗ trợ cho mọi người lập trình cực kỳ tốt. Tuy nhiên xài framework bay nhiều á thì nó dẫn đến một điều là mình sẽ bị ngu người đi, có nghĩa là mình sẽ quên hết những kiến thức cơ bản để tạo ra những cái project như vậy, quên hết cấu hình, quên hết á, mình chỉ là thợ gõ thôi. Rồi, so sánh giữa MVC 1 và MVC 2 thì khác nhau chỗ nào? Thứ nhất, về vai trò của trang JSP. Trong MVC 1 là nó role set request và send back reply, tức là controller. Còn bên đây MVC 2 là sử dụng làm view. Rồi select thì không có, bên đây sử dụng làm controller. Rồi, cái này cũng làm view luôn nha. Rồi, cái loại ứng dụng là đơn giản, loại này là loại phức tạp hơn, này nhanh, này thì lâu hơn. View và controller là cùng được phát triển bởi cùng một team, tại vì controller và view được sử dụng là bằng JSP mà. Còn bên đây view controller develop bởi khác team, thì tại vì view là do sử dụng JSP, controller sử dụng Java, nên khác nhau.
Rồi, cơ bản vậy ha. Rồi nãy giờ mình đang nói cái vấn đề đó là tại sao phải xài MVC và cái quá trình tiến hóa của MVC từ NoVC lên MVC 1 lên MVC 2. Rồi bây giờ xong rồi nha, xong rồi. Bây giờ mình đi tới một phần mà khá quan trọng của mình, đó nó chiếm thời lượng mình rất là nhiều, đó là JSP. JSP là Java Server Pay. Java Server Pay tức có nghĩa là cái trang này sẽ được xử lý bên phía server. Và JSP là cách để tạo ra những trang web động. Trang web động là những trang web có thể thay đổi nội dung mà không cần thay đổi code. Rồi. Cái mình thấy cái servlet của mình có thể đóng vai trò làm controller, có thể đóng vai trò làm view. View này view nhỏ thôi. Thì do đó cái servlet này phải được combine và deploy lên server. Và đặc biệt mình thấy servlet mình sử dụng làm view nó quá là cực. Mình có thể mình phải là viết code HTML á trong cái Java, nó không phù hợp. Thì do đó cần có một cái gì đó thay thế. Đó là lý do sự ra đời của JSP. JSP á là Java Server Pay, là được là server side script lang nghiệp, tức là nó chạy với server, tức là cái trang JSP bị lỗi, project mình chạy lên vẫn bình thường. Cái trang Java bị lỗi, project không chạy được. Cái trang JSP bị lỗi, project vẫn chạy được. Đến khi nào mà gọi đến nó thì nó mới quăng lỗi ra. Tức là nó biên dịch, khi mà gọi tới nó thì nó mới bắt đầu biên dịch. Rồi có phần mở rộng là phần JSP. Rồi mục tiêu của nó là nó hỗ trợ cho việc thiết kế giao diện một cách dễ dàng. Trong trang JSP nó chứa code HTML, chứa code Java, chứa code JSP luôn. Nó focus vô cái tầng presentation và nó chứa code HTML. Rồi nó là sự combine giữa HTML, XML và servlet, cũng như code Java, để tạo ra những cái dynamic web content, tức là tạo ra những trang web động. Thì thực chất là tạo ra web động là những trang web mà mình nội dung của nó có thể thay đổi mà mình không cần thay đổi code. Còn trang chắc HTML là thua rồi. HTML là thua, mình không thể nào tạo ra được những trang web động. Rồi, ưu điểm. JSP tập trung phát triển cho phần view. Rồi, dễ dàng sử dụng thông qua thẻ tab. Rồi, nó hỗ trợ những thẻ tab và bảo mật các thứ rồi đó. Rồi, bây giờ chọn lựa giữa JSP và servlet để làm view. Thì mình thấy servlet nó chỉ phù hợp cho việc làm view mà không cần giao diện, chỉ làm hiển thị kết quả thôi thì ok. Còn JSP là hỗ trợ cho việc thiết kế giao diện. Và yên tâm đi, JSP á, bây giờ cũng rất ít xài. Tại vì nó nhanh nhưng mà thật sự nó vẫn đang rất là chậm cho so với những thằng khác. PHP rồi á, là sinh ra đời để làm cho web mà. Nó làm sao? Nó làm lợi PHP. JSP á, là tại vì nó có code Java, cho đó khi gọi tới nó thì nó phải biên dịch code Java nữa. Để chậm hơn. Rồi, đây là đơn giản của một trang JSP. Chỗ cái nhìn cái file này nó khác nhau, cái nó khác cái chỗ nào so với HTML, nó khác nhau chỗ này. Chỗ này là người ta nói là đây là Rifting Element. Rifting Element. Đây, Rifting Element là này, là mình tìm cách để chèn code Java vô trong cái trang JSP để biến cái trang JSP này trở thành trang web động. Trang web động có nghĩa là gì? Khi mình chạy trong web này lên, sau đó nó hiện thị là 7 giờ 30 phút 24 giây. Sau đó 5 phút sau mình chạy lên, cũng cái code này thôi, nhưng mà nó hiện thị lên 8 giờ 50 phút 32 giây. Đó là cái trang đó, khi đó người ta gọi cái trang này là trang web động. Tại vì nội dung của nó đã thay đổi, tuy nhiên mình không hề thay đổi code. Rồi. Khi chạy lên, mình thấy giao diện nó hiển thị lên vậy, sau đó mình bấm view suột, nó ra được kết quả của mình. Sau đó lần thứ hai bấm view suột, kết quả nó khác.
Và khi một trang JSP được biên dịch thì nó sẽ tạo ra hai file, một file đó là file source, một file đó là file class. Trong cái file Java đó thì thực chất là nó sản sinh code HTML trong Java. Rồi khi mình gửi nó đến một cái trang JSP á thì JSP sẽ được chuyển sang cái file Java, cái tên là file name rồi gạch dưới JSP.java, rồi sau đó nó sẽ được compile biên dịch nếu mà nó đúng cú pháp, còn nếu nó bị sai thì nó báo lỗi. Và chú ý luôn, chú ý một điều, một file Java bị lỗi biên dịch chạy lên là không được, còn JSP bị lỗi chạy lên vẫn bình thường, đến khi nào mình gọi đến trang JSP thì nó mới báo lỗi. Rồi đây là lỗi nè, nó báo lỗi về cái JSP á, nó cũng có vòng đời, nó cũng trải qua ba trạng thái, đó là init, service và destroy. Ở đây là vị trí của JSP trong JSP file trong hệ thống. Thì JSP engine nó sẽ thực hiện là điều phối cái phần JSP, nó sẽ làm phần mà khi mà gọi đến cái trang JSP thì bên server nó thực hiện là nó tạo ra một cái file, đó là JSP gì vậy? Tên file rồi tiếp gạch JSP rồi chấm java đó. Rồi nó cũng trải qua một là request, khi mà browser gọi cái gửi request đến web server, rồi sau đó nó sẽ thực hiện gọi đến cái JSP separate engine, sau đó nó thực hiện thao tác như là bang JSP file rồi tạo ra separate code rồi biên dịch, rồi sau đó nó trả về kết quả. Đây, init, service và destroy, nó cũng trải qua ba trạng thái, nó cũng giống như là separate thôi. Tại vì vốn dĩ trong JSP thực chất JSP nó chứa code HTML, trong đó nó cũng thực hiện giống như là JSP thôi, giống như là separate thôi. Rồi, đó là phần lý thuyết về mình biết về cấu trúc bên trong của JSP. Thường là dân lập trình người ta không quan tâm lắm, người ta chỉ quan tâm đến là làm sao để sử dụng JSP cho việc lập trình của mình. Thì đây là chỗ này mình cần quan tâm. Bây giờ mình phải tìm hiểu JSP nó hỗ trợ cái gì để mình có thể tạo ra những trang web động. Thì trong JSP nó hỗ trợ rất là nhiều. Nó hỗ trợ việc ưu điểm của mình, đó là chèn được code Java. Chèn được code Java thì mình có thể biến cái trang web của mình trở thành một trang web động. Thì có bốn loại thẻ tab trong JSP. Thứ nhất về comment, thứ hai là chỉ thị, đây là comment nè, directive nè, rồi routine element nè, và standard action. Standard action là những cái tab nó hỗ trợ riêng. Comment là để ghi chú, rồi directive là chỉ thị, là dùng để những cái câu lệnh chỉ thị chèn file hay là chèn thư viện. Routine element là cách để chèn code Java. Để chèn code Java vào trong trang JSP. Và standard action là hỗ trợ những cái thao tác, những thẻ tab mà liên quan đến tab list. Rồi, trong JSP nó chứa code của Java, chứa code HTML, chứa code của JSP. Do đó tương ứng nó có ba loại comment. Comment thứ nhất là comment của HTML, comment JSP và comment của routine language. Mục tiêu của comment này để làm gì? Là để ghi chú cho người dùng nhớ, mày khai báo này là gì, để lần sau nhìn vô còn nhớ. Đây, ghi chú của mình là như sau: ghi chú của JSP, ghi chú của HTML và ghi chú của routine language. Ghi chú của routine language nó chia làm hai loại luôn, đó là ghi chú này là ghi chú nhiều dòng, này là ghi chú một dòng, này sẹt sẹt và sẹt sao sao sẹt nè, đó là tương ứng với Java. Rồi đó là ghi chú nha, chú ý là phải học nha, hôm sau trả bài tiếp nha, hôm sau trả bài lý thuyết đó. Người ta hỏi là mục tiêu MVC để làm gì, rồi khác nhau MVC 1, MVC 2, rồi tới các JSP trong cái comment
GP có bao nhiêu loại thẻ tab? Có bốn loại. Loại thứ nhất là comment, thứ hai là directive, thứ ba là routing element, thứ tư là tab là cái gì? Tab list. Những standard action chứ, những standard action. Thì trong đó cái comment có ba loại. Comment ba loại gồm có comment của GP, comment của HTML và comment của routing language. Routing language thì trong đó có hai loại, comment một dòng và comment nhiều dòng. Rồi bây giờ tới routing element là cách thức để chèn, để nhúng code Java vào trong trang GP. Thì trong routing element nó chia làm ba loại cơ bản, cái này phải thuộc nha. Ba loại cơ bản. Loại thứ nhất là declaration. Declaration là dùng để định nghĩa biến, định nghĩa method trong trang GP. Cú pháp của nó là bé phần trăm chấm cảm, sau đó khai báo, sau đó chấm phẩy. Và cuối dòng luôn nhớ cho tôi là có dấu chấm phẩy, và để kết thúc cái Java mà đây là có Java mà chèn vô mà. Thì đây là cú pháp của cái trang gì, cú pháp của declaration. Nhắc lại bé phần trăm đóng lại. Đây là cú pháp để thực hiện chèn code Java vô. Sau đó nếu mà mình sử dụng declaration thì trong đây cái là khai báo và sau cùng là dấu chấm cảm, cái dấu chấm phẩy, và mình có một dấu chấm cảm phía trước để nó biết được a đây là declaration. Mục tiêu là tạo ra biến, tạo ra hàm, định nghĩa biến, định nghĩa hàm. Còn replicate mục tiêu của nó là chèn code Java, trong đây không định nghĩa hàm được, trong đây có thể tạo ra biến luôn. Trong đây có thể tạo ra biến, trong đây có thể viết câu lệnh, xử lý vòng lệnh, vòng lặp gì đó được. Và tạo ra biến, nhưng mà biến tạo ra trong replicate và biến tạo ra từ declaration nó khác nhau. Biến tạo ra declaration đó là biến toàn cục, còn biến tạo ra trong replicate đó là biến cục bộ. Rồi tiếp loại cái thẻ tab thứ ba đó là thẻ tab về expression. Expression của mình đó là mục tiêu là hiển thị nội dung của biểu thức này ra trên giao diện ngay chỗ mà mình chèn cái rip, chèn cái expression. Expression cú pháp của nó là bé phần trăm, lúc nào cũng thằng bé phần trăm hết, bé phần trăm dấu bằng. Rồi trong đây là biểu thức, chú ý không có code Java, không có dấu chấm phẩy. Còn với replicate thì bé phần trăm. Rồi, phần trăm đóng lại, trong đây là Java. Java mình có thể chèn khai báo các thứ. Rồi vô về directive của mình thì control cấu trúc, rồi định nghĩa scope các thứ rồi đó. Đây ví dụ khai báo về ngôn ngữ nè, khai báo về tab list nè, khai báo về chèn file nè, khai báo về thư viện. Đó là những cái mục tiêu của directive, là những chỉ thị. Rồi đây những chỉ thị nè, bây giờ mình có nè những cái attribute nè, mình có thể sử dụng directive là insert. Thực chất bây giờ mình cũng không cần gõ vô, nó thiếu cái nó báo lỗi mình, cái mình nó tự động nó hỗ trợ mình insert thôi. Trong đây có những cái thuộc tính về language là định nghĩa ngôn ngữ của routing language là Java là mặc định đó. Rồi import là import file, import thư viện. Rồi directive thì mình cái thường xài nhiều là include GURL, include. Thực chất cái cơ chế include là sử dụng các template có sẵn, thì bản chất là mình include là nó sẽ chạy qua cái file đó, nó thực thi xong sau đó quay trở về. Rồi đây là ví dụ, coi ví dụ cái này là đây, ví dụ cái này là directive nè, này là import thư viện nè, cái này là ghi chú nè, cái phần này là .. cái thằng này là replicate nè, phần này là expression nè, in ra nè, hiển thị cái current day is lấy ngày nè, rồi này là comment. Thì đây là trang GP của mình. GP của mình nói túm lại nói nhiều lắm. GP là mục tiêu của GP làm gì? Là biến những trang web trở thành trang web động. Trang web động bằng cách nào? Bằng cách chèn code Java.
Khi chèn có Java vô thì có bao nhiêu loại? Có 4 loại. Loại thứ nhất là ghi chú, comment. Loại thứ hai là những chỉ thị trang, đó là directive. Những chỉ thị trang dùng để làm gì? Dùng để khai báo thư viện, nhúng file, khai báo thư viện, nhúng file, khai báo ngôn ngữ, các thứ rồi đó. Rồi cái loại thứ ba đó là replic. Loại thứ ba là drifting element. Drifting element là cách để chèn code Java vào trong trang JSP. Chèn có ba cách chèn. Chèn cách thứ nhất là delay rising, là khai báo. Ở đây mình có thể khai báo biến, khai báo hàm. Và chú ý biến khai báo trong directive đó là biến toàn cục. Còn đi tiếp thêm một loại của drifting element đó là replic. Replic đó là chèn code Java vô theo cú pháp bé phần trăm. Rồi trong đây code Java, code Java cuối dấu, cuối dòng là phải có dấu chấm phẩy. Mục tiêu của replic là chèn code Java vô để xử lý. Mình có thể xử lý câu for, khai báo biến. Và chú ý khai báo biến trong replic đó là khai báo biến cục bộ. Còn delay rising, rồi tới là expression. Expression là cú pháp bé phần trăm dấu bằng rồi biểu thức rồi phần trăm đóng lại. Cú pháp của delay rising dùng để hiển thị nội dung của biểu thức ra ngay chỗ mà mình chèn cái code này vào, mình chèn cái expression này vào, chèn chỗ nào thì nó sẽ hiển thị chỗ đó. Ví dụ chỗ này nè, mình thấy nè, chỗ này đây mình đang sử dụng là expression đây, bé phần trăm bằng, nó sẽ hiển thị nội dung của này ra. Rồi đây là kết quả. Rồi ví dụ lên rồi CV element main body include, cơ chế include là cơ chế của include, thực chất đó là quá trình là mình tái sử dụng cái code, thay vì mình gõ lại những code này thì mình tái sử dụng nó. Ví dụ mình có là một cái main của main.jsp thì mình muốn lấy ngày giờ hiện tại thì mình sẽ thực hiện là bé amoc include file bằng myd.jsp. Và đây myd.jsp nè, cho cái code mình gọn hơn chứ thật sự là mình tái sử dụng code đó. Khi include như vậy thì nó chạy xuống myd, nó thực hiện hết như đây, sau đó nó trả về thực hiện tiếp những câu lệnh phía sau cái cú pháp include này. Rồi, đây là vòng đời của JSP. SQL demo rồi mấy này về nhà rảnh thì làm nha. Nó anh deploy thì nó sẽ gọi đến deploy. Rồi cái bài này là dùng để thực hiện code Java chèn. Mấy này là về nhà làm. Cái này bài làm bài này nó vui lắm, tức là mình truyền cái màu mà màu sai nó cũng ra cái màu của mình nữa. Cái này nè, giờ giả sử cái chỗ này mà mình điền vô đâu rồi, con chuột tôi đâu rồi, đây chỗ này đi, chỗ này nếu mà mình điền một cái gì đó giống như là thay vì yellow đi, mình đặt là chữ yeah thôi, nó cũng ra một cái màu rồi đó, thì nó có vấn đề đó. Tại vì á, quá trình phân tích màu là nó sẽ đi từ từng ký tự, và nếu nó không tìm thấy thì nó lấy đại một cái màu nào đó để nó quăng vô thôi. Đây là cú pháp của delay rising, mình đây khai báo biến, khai báo hàm. Còn đây là cú pháp của replic, là dùng để chèn code Java. Bây giờ chèn code Java trong đây đó, nó sẽ báo lỗi liền là trong replic không được khai báo hàm. Khai báo hàm là phải khai báo trên delay rising. Trên dưới đây nè, khai báo s khai báo nè, thấy không, này chỗ này mình thấy nãy giờ có một cái vấn đề là khi mình mốc code đó, thì tôi sẽ tạo ra một mớ lỗi để mấy đứa tìm. Mình khai báo biến s, khai báo biến s đây, thì hết tất khai báo này đều được nha.
chỗ này là deceleration, chỗ này là replic thì được. Đây là biến toàn cục, đây là biến cục bộ. Và khi đó dấu pé phần trăm bằng S rồi thì nó sẽ lấy cái thằng cục bộ trước. Còn nếu mà muốn lấy thằng toàn cục là phải dis chấm S, nó mới lấy thằng toàn cục. Rồi, ha. Rồi, trong trang GP á, nó có một phần quan trọng nữa, đó người ta gọi đó là implicit object. Implicit object là những cái đối tượng ẩn được khai báo sẵn bên trong trang GP mà người dùng thường hay xài. Tức là vốn dĩ á, người ta biết được à thế nào nó cũng xài những đối tượng này, cho nên thôi tao khai báo sẵn cho mày đó. Và tuy nhiên tao không tạo ra sẵn trong đó, mày muốn xài là mày gọi ra xài thôi. Thì có những đối tượng nào mà hay xài, đó là request session. Đó. Đây, những đối tượng nào? Thứ nhất, những đối tượng hỗ trợ về input output, có thể là out nè, rồi những đối tượng hỗ trợ về scope, request session, những đối tượng về xử lý. Ví dụ đây là những đối tượng ẩn có sẵn bên trong trang GP. Cái mình hay xài là cái nào? Đây nè. Đây là application nè, một nè, session nè, request nè, response nè. Request này là đối tượng request là HTTP sẽ là request, response là HTTP sẽ là response. Cho đó mình thấy nè, nó hỗ trợ cho mình tất cả luôn. Ngay cả session nó hỗ trợ luôn. Tức là thay vì trong trang Java muốn xài điều session phải khai báo ra HTTP session, session bằng request session. Sau đó từ đó mình phải thông qua cái đối tượng session đó để truy cập vô vùng nhớ session. Còn bên trang GP tao không cần phải khai báo như vậy. Tao cứ muốn xài truy cập vô thì tao cứ gọi ra session chấm set attribute, get attribute gì đó là được rồi. Tức là trong trang GP đó khai báo sẵn những cái đối tượng này, người ta gọi là implicit object, là những đối tượng ngầm định hỗ trợ sẵn rồi. Rồi đây là request, response. Do đó mình thấy nè, ở đây xài GP phải chú ý là hạn chế sử dụng việc điều phối. Ví dụ trong trang GP mà tụi em sử dụng response.sendDirect cái gì đó, hoặc là request, get, request, dispatcher, forward, include gì đó, thì khi đó cái trang GP của mình trở thành controller rồi. Thì nó lại quay về là mô hình MVC 1 là như đó, là không chấp nhận nha. Đó xài và chú ý. Tại vì trong trang GP nó hỗ trợ hết rồi, cho nên mình có thể dễ dàng để biến cái trang GP trở thành controller. Rồi ok ha, xong rồi. Đây là những đối tượng về session, application, về contact. Đây là những đối tượng nó hỗ trợ cho việc truy cập lên những vùng nhớ. Đây là application set attribute, rồi by contact get attribute. Thì á, ở đây nó có một cái vùng nhớ của mình, đó là by scope các thứ rồi đó. Thì khoan đi, mình chỉ quan tâm tới ba cái attribute thôi. Là ba cái scope đó là request, session và application. Đây, by contact nè, session nè, application nè. Rồi by, rồi config các thứ. Rồi về exception là và xử lý những ngoại lệ, mình khai báo ra những trang lỗi. Có lỗi thì nó sẽ quay trở về trang kia, có lỗi thì nó sẽ quăng vô lỗi, thì mình có thể cấu hình trong web XML được. Rồi, mục tiêu của mình hôm nay làm gì? Nói rất là nhiều, mà mục tiêu của mình nó có những phần như sau để tóm lại ha. Mình đã tìm hiểu về kiến trúc của MVC, tại sao phải xài MVC,
và cái vòng và cái quá trình tiến hóa của MVC từ No MVC lên MVC 1 lên MVC 2. MVC 1 khác MVC 2 chỗ nào? Đó chính là vai trò, cái thằng đóng vai trò làm controller. MVC 1 thì JP đóng vai trò làm controller, còn MVC 2 thì Cedric đóng vai trò làm controller. Rồi, cái trang JP, cú pháp của JP là cái quan trọng mình cần phải biết. Cú pháp của JP á, JP nó có bốn loại thẻ tab. Thẻ tab thứ nhất đó là comment dùng để ghi chú. Ghi chú thì trong đó có ghi chú về HTML, ghi chú về JP và ghi chú của Written Language. Trong ghi chú của Written Language nó lại có ghi chú là một dòng, ghi chú nhiều dòng. Rồi, là một cái. Cái thứ hai, cái cấu cú pháp của JP có thứ hai. Loại thẻ tab thứ hai là loại thẻ tab directive, là những thẻ tab về chỉ thị, có thể là chỉ thị chèn trang, chèn 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 trang, có thể chỉ thị về về khai báo thư viện, khai báo tablet, khai báo ngôn ngữ. Rồi, những cái directive đó thường là nó hỗ trợ sẵn trong trong NetBean, hỗ trợ sẵn cho mình import vô chứ mình không cần phải gõ ra. Rồi, cái loại thẻ tab thứ ba trong trang GP đó là phần Writing Element. Writing Element á, là cái phần quan trọng, là mục tiêu của nó là để chèn code Java vào để trong biến cái trang GP trở thành trang web rộng. Trong Writing Element nó gồm có ba loại thẻ tab. Thứ nhất Directive, thứ hai là Replic, thứ ba là Expression. Directive á, là động delay reason là dùng để khai báo hàm, khai báo biến. Biến khai báo trong delay reason là biến toàn cục. Còn replic là chèn code Java, khai báo biến biến cục bộ. Rồi tới cái loại thẻ tab thứ ba đó là về expression. Mục tiêu là hiển thị nội dung của biểu thức lên trên giao diện. Rồi, sau cùng là nó những thẻ tab về về standard action, đó là những thẻ tab về hỗ trợ, ví dụ như là bé phần bé rồi CP, những thẻ tab về CP, những thẻ tab về GSTL sau này mình sẽ học. Và cái sau cùng mà mọi người cần phải nắm đó là implicit object, là những đối tượng ngầm định, tức là những đối tượng mà đã được khai báo sẵn trong trang CP và người dùng chỉ cần sử dụng ra, không cần phải khai báo lại. Ví dụ như request session application hay là out hay là respond rồi đó, những đối tượng đó khai báo sẵn rồi, mình cứ thế mình xài thôi. Rồi, nội dung nó chỉ có như vậy thôi. Thì mình vào demo thì mình sẽ hiểu rõ hơn. Về phần lý thuyết thì GM tôi chỉ cần hiểu MVC là gì, tại sao phải xài MVC, quá trình phát triển của MVC là gì, rồi trong đó GP tại sao phải xài GP, GP nó có tác dụng gì, nó tạo ra những trang web động. Rồi những thẻ tab của GP có bốn loại, trong đó phân tích ra từng loại có gì có gì, và cái quan trọng nhất đó là Writing Element chèn code Java vào trong trang GP. Chèn code thì có ba cách chèn là delay reason, replic và expression, là khai báo biến, khai báo hàm. Thứ hai là chèn code Java, thứ ba là hiển thị nội dung, rồi thêm một phần nữa đó là implicit object, là những đối tượng ngầm định được khai báo sẵn bên trong trang CP. Và từ từ bữa nay tuần này bữa bữa thứ sáu mình sẽ làm demo của trang trang CP, mình làm lại hoàn toàn cái mô hình theo MVC 2 là comment controller. Rồi tới tuần sau á, mình làm luôn cái phần đó là insert, update, delete gì đó. Rồi sau đó tuần sau là mình có thể làm bài assignment rồi. Sau đó mình dành thời gian cho tuần sau, mình sẽ nói về bài assignment của mình nó kỹ hơn để tụi em có thể bắt đầu làm assignment được rồi. Chứ hiện tại bây giờ vẫn chưa làm được gì hết, cho nên mình khoan phân tích luôn. Cơ sở dữ liệu cũng vậy. Hôm kia là cái bài assignment hôm kia mình thống nhất là bán cái gì mấy đứa? Hả? Bán gì? Rau Bán rau củ quả cho mùa dịch đó hả? Rồi, ok.
Rồi hôm nay vậy xong nha, có ai thắc mắc gì không thì hỏi đi. Nó hơi buồn chán ở chỗ là lý thuyết quá nhiều, nói không hà. Rồi để vô tới bữa thứ sáu đi, mình demo đi thì tôi sẽ lồng ghép lại. Và mấy đứa về mấy đứa coi coi lại bài đi nha. Rồi giả sử bữa thứ sáu mình có thắc mắc gì thì mình hỏi. Mình hỏi ngay cả lý thuyết và phần code luôn. Và code giả sử hôm kia là mọi người chưa làm thì cũng được luôn, bỏ luôn rồi. Tôi làm lại mới hoàn toàn luôn. Tại vì mô hình mới nên mình chưa làm cũng được. Rồi vậy ha. Còn ai thắc mắc gì không? Thắc mắc thì hỏi nha. Điểm danh thì thôi, mặc định là tôi điểm danh hết cho mọi người rồi nha. Để tôi điểm danh luôn. Mệt quá, sáng giờ tôi nó quá trời luôn rồi, giờ điểm danh đi mệt lắm. Ủa thầy, giờ là 14 này tụi em lên 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 trường học nữa thầy. Không biết nữa thì chưa có thông báo. Chưa có thông báo, chỉ thấy là thông báo nội, tức là nội bộ chat, nội bộ biết nhau vậy thôi chứ chưa có biết. Có trên tờ em thấy nó thông báo mơ hồ hay nó là một số môn vẫn tiếp tục triển khai học online. Ừ. Không biết chừng nào thầy cho mình có cơ hội chạm mặt nhau nữa thầy. Không biết nữa, tao không biết nữa, tôi cũng có biết đâu. Nhiều khi thấy học on, nói chung á là học offline thì nó cũng ok hơn so với học online. Học online nó, tại vì vốn dĩ là thật ra nó thẳng luôn, nó nói thêm đừng giận chứ, sinh viên là cái thuộc nhóm đối tượng là tinh thần tự giác không có. Bản thân tôi cũng vậy đó, thật luôn, bản thân tôi cũng vậy. Mặc dù sau này đi làm tôi mới nghĩ ra một ngày một điều, rồi thật ra là tôi bỏ tiền ra tôi bị học quá chứ không phải là không có ai làm từ thiện đâu nha, nó thiệt luôn, tiền mình bỏ ra không đó. Mà cái cảm giác tự nhiên mình nghỉ học, lúc nào mình cũng tìm cách để trốn học, nghỉ học đi chơi. Ủa trên Pháp nó có thông báo gì vậy? Nó thông báo là 11:30 tối hôm qua nó thông báo là học trực tiếp tại trường từ ngày 14 tháng 2 này. Nhưng vẫn một còn một số môn thì nó nói lửng chỗ đó thầy, không biết chuyện nào thầy cho mình hỏi chạm mặt nhau. Nhưng mà môn nào nó nói là đồng thời các một số môn học sẽ được tiếp tục triển khai online, chi tiết sẽ được phòng báo mà em thấy môn của mình có phòng học luôn á thầy. Có hả? Có môn phòng học luôn á. Vậy hả? Một giờ học cái thầy cầm cái thước thì đi vòng lớp lại nói đầu. Tại vì tôi được thông báo là nhà trường sẽ triển khai dạy tại campus, nhưng mà việc mà ăn uống hay là cái quán gì mở đó không được phục vụ tại quán mà phải là bán dạng mang đi. Nhưng mà nói mắc cười quá, mang đi thì cũng vòng trường thì nó không ngồi quán đó thì nó cũng ngồi mấy cái ghế kia mà. Hồi tới đó mình hay cho mình uống cà phê đảm đạo thầy. Hôm kia tôi có còn nợ ngay cà phê gì không? Tại tôi hay cá độ lắm. Cá độ cà phê thường tao cá độ thua không à, không thắng nổi luôn á. Nhỏ vậy thầy. Rồi thôi ha, tụi em có thắc mắc gì hỏi nha, còn không thì lấy ao thầy điểm danh rồi nha. Nội dung vậy và thứ sáu này làm ơn đi. Đứa nào mở nhạc vậy? Dạ thầy ơi, cho em sáng thứ sáu em đang trên đường vô Sài Gòn á thầy. Cho em xin off một buổi sáng sáu thầy.